Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện hôm nay. Alo, alo, alo. Thành có bé quá không nhỉ? Ok, ok. Phương Tranh nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, hơi giật mình ngoảnh đầu lại, nhìn tòa nhà phía xa xa, trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Công ngờ đó lại là nhà của ta. Biểu tình của Tiêu Hoài Viễn dường như phi thường khó chấp nhận, ít nhất mặt ngoài xem ra thực khó chấp nhận. Hắn sắc mặt bi thống vỗ bà vai Phương Tranh trầm giọng. phương huynh đệ thực sự là trí sĩ cao thượng, vị bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống vượt qua biển lửa <laughs> nói sai rồi là phóng hỏa đốt nhà tiêu mỗ cảm phục không thôi phương tranh lúc này không thể nói rõ cảm giác ở trong lòng hắn cho rằng bản thân mình chính là một chát đần độn trình độ ngu ngốc thế này cũng chỉ có ậm <laughs> phượng đại thiếu gia không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa càng khiến cho phương tranh lo lắng chính là ngọn lửa này càng ngày càng cháy to sau khi thế lửa dâng cao hiện giờ đại khái chỉ còn lại vài ba thủ hạ đang hăng hái cứu hỏa. Có lẽ đánh chết bọn hắn cũng không đoán được người phóng hỏa chính là tân thủ trưởng mà bọn hắn kính ngưỡng. Nghĩ đến đây, tâm tình của Phương Tranh có chút quái dị, có điểm muốn khóc mà có điểm lại muốn cười. Người ngốc một lúc lâu, Phương Tranh chợt nhớ tới gã đầu sỏ còn đang đứng bên cạnh dùng sức nhăn mặt. Phương tranh nổi giận đùng đùng, nói. Đền tiền! Tiêu Hoài Viễn ngạc nhiên, đèn tiền cái gì? Phương tranh nghiến răng nghiến lợi. Người đốt nhà của ta, coi như không phải người đốt, nhưng ít nhất người cũng giật dây. Tiêu Hoài Viễn oang uổng hô lớn. Phương Huynh à, người không thể ăn nói lung tung, hạ thuốc sổ vào trong nước, trong chum, tiểu vào trong giếng, phóng hỏa nhà bếp. Tất cả những chuyện này ta không xúi dục người nhà, ta còn ngăn ngươi nữa kìa ngươi quên rồi sao phương tranh nghe vậy cứng họng tiêu hoài viễn nói cũng không sai lúc ấy chính bản thân mình vì muốn chơi cho đã nghiền hoàn toàn không nghe hắn ngăn cản ngay từ ban đầu sớm biết rằng đó là nhà của mình đánh chết hắn cũng sẽ không làm như thế phương tranh nói thế tại sao ngươi không ngăn cản ta đây tiêu hoài viễn nghe được càng oan ta không cản được nhà, Nhìn tư thế phóng hỏa của ngươi thì người nào có khả năng ngăn cản kịp thời đây? Ta còn chưa kịp chạy lại, ngươi đã phóng hỏa mất rồi. Ai, Phương Huynh, động tác phóng hỏa của ngươi thực là nhất lưu. Có phải trước kia thường xuyên làm chuyện như thế hay không? Phương Tranh nghe tiểu tử này nói, sắc mặt càng thêm xám xịt. Quên, không hỏi ngươi, tại sao lại đi vào từ cửa sau? Thuộc hạ của đặc ta đắc tội gì với ngươi sao? phương tranh nghi hoặc nhìn tiêu hoài viễn tiêu hoài viễn vô tội nhún vai phương huynh thăng quan tiến chức tiêu mỗ chỉ muốn đến chúc mừng tính đi từ cửa sau mà tạo cho ngươi một cái kinh hỉ phương tranh hồ nghi đánh giá hắn căn nhà này cực kỳ bí ẩn vốn là do thuộc hạ của ta mới mua ngày hôm qua hôm nay tiêu huynh đã biết thực sự là không đơn giản nha <laughs> tiêu hoài viễn khiêm tốn cười nói ở kỳ thực tiêu mỗ chỉ đi đầm đường mà thôi <laughs> Tiểu tử này mở miệng Không một lời nói thật Phương tranh trong lòng oán hận Mắng thầm Tiểu huynh vận khí không sai Chỉ đi dạo một chút trên phố mà cũng may mắn gặp được Không chuẩn tương lai còn có thể tìm được bảo khố <laughs> Phương tranh là giả cười Tiêu hoài viễn cười so với phương tranh Càng giả hơn Đúng vậy, đúng vậy, vận khí của tiêu mũ từ trước đến nay quả thực không sai. <laughs> phương tranh cười. Cổ nhân từng nói, hào vận duy hữu đức giả tri cư. Nếu tiêu huynh nói dối tại hạ, chỉ sợ vận may chấm dứt nhanh thôi. <laughs> tiêu hoài viễn trốn tránh. Ờ, cổ nhân có nói câu này sao? Không đúng, phương huynh cần đọc thêm nhiều sách hơn. Phương tranh nở nụ cười cứng nhắc. Tiêu Huỳnh, nếu ngươi không nói tại sao ngươi đèn vào trong nhà của ta, chỉ sợ tội danh phóng hỏa này ngươi cũng không thể trốn được. Đến lúc đó, ngự đao hào hào tâm sự cùng với phủ doãn kim lăng. Tiểu Hoài Viễn biến sắc gượng cười. Phương Huynh thực biết nói đùa. Rõ ràng là ngươi phóng hỏa ma. Phương Tranh cười giống như một cá vô lại. Quả thực là ta phóng hỏa, nhưng ta sẽ nói cho Trần Đại Nhân rằng ngươi phóng. Ngươi đoán hắn tin ai? nói xong hắn nhìn tiêu hoài viễn nhe răng cười tòa nhà này vốn là do ta bỏ tiền ra mua trên đời làm gì có đạo lý chính chủ nhân tự đi phóng hỏa nhà của mình khẳng định là người tâm địa độc ác chỉ vì một chút thất lễ tại yên miệt lâu cho nên trong lòng ôm hận tự nhiên chuẩn bị thuốc sổ nước tiểu hộp quẹt sau đó lén đút bẻ khóa cửa sau tiếp theo <laughs> nói tóm lại đây thuộc một vụ án báo thù có chủ mưu có tổ chức hơn nữa tên phóng hỏa này vô cùng coi thường vương pháp. Lúc gây án bị chủ nhân căn nhà nhìn thấy. Vì thế một đường truy sát nhân chứng đến tận nơi đây. Phương Tranh dừng một chút, quét mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn, cười một cái nói. À, không biết ta hướng Trần Đại Nhân nói như vậy, có bao nhiêu phần độ tin cậy đây? Trần Đại Nhân có lột quần ngươi ngay ra giữa đường trường đánh vào mông người hay không? Tiêu huynh, ngươi đoán thử đi. <laughs> tiêu Hoài Viễn nghe Phương Tranh nói một hồi, không khỏi ngây dại, không thốt được lên lời. Hồi lâu sau mới chậm rãi chắp tay vái dài, cười khổ nói. Phương huynh thực đại tài, tiêu mỗ tâm phục khẩu phục, hoàn toàn có thể vụ an giá họa cho người ta như thế. Phương huynh không hổ là một trong những người được Hoàng thượng ân sủng, thực sự là rất hèn hạ. Nhìn xem, Buồn thiếu gia chỉ cần múa đưỡi một cái quả nhiên bị người ta bái phục nói rằng thủ lĩnh ảnh tử hội phương tranh cao mày ho khan hai tiếng dò xét tiêu huynh, chẳng lẽ ngươi là người do thái tử điện hạ phái tới tiêu hoài viễn lắc đầu cười khổ phương huynh ta quả thực không thể nói thiệu mỗ chỉ có thể nói cho ngươi biết hai chúng ta không phải địch nhân mong rằng phương huynh không gây khó dễ cho tại hạ Ngươi không nói, không sợ rằng ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của ngươi hay sao?" Tiêu Hoài Viễn mỉm cười sâu xa. "Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như thế, đạo lý trong đó rất đơn giản, Phương huynh ngẫm lại có thể hiểu được." Phương Tranh đang định mở miệng hỏi lại, chợt nghe phía sau có mười mấy người dân, trong tay cầm côn bổng đang hùng hổ đuổi hướng bọn họ chạy đến. Cầm đầu là một hán tử vừa chạy vừa chỉ vào hai người Phương Tranh Hồ. Bắt lấy bọn chúng, ta tận mắt chứng kiến lúc xảy ra hỏa hoạn, bọn chúng chạy từ trong nhà ra. Đúng là bọn chúng. Đám dân chúng đang phẫn nộ, không giữ được bình tĩnh mà dơ cao côn bổng lên trời. Đùng đùng một đường, đuổi theo chém giết. Phương Tranh cùng tiêu hoài viễn nhất tẩy biến sắc đã chạy ra khỏi hiện trường như vậy. Tự nhiên, còn có người đuổi theo. Xem ra quả thực đã có người nhìn thấy hành vi phóng hỏa đốt nhà của hai người bọn hắn. Lúc này cũng không quản truy vấn mục đích mà Tiêu Hoài Viễn đến nhà mình. Phương Tranh cẩn trương ôm quyền hướng Tiêu Hoài Viễn nói. Tiêu Huỳnh, hôm nay từ biệt, không biết năm nào. Trời ạ, à, còn văn thư dài dòng cái mẹ gì nữa. Mau chạy, người hướng người hướng đông, còn ta hướng tây. Tiêu Hoài Viễn hoảng hốt. Được, bảo trọng, người cũng thế, hai người trọng tình thâm tình chia tay phân biệt mỗi người một hướng mà chạy đi như chối chết thời điểm phương tranh phóng hỏa quả thực hắn chưa từng nghĩ đến nhà dân thời cổ đại thường san sát nhau một nhà bị hỏa hoạn thực dễ lan sang nhà khác cho nên dân chúng tụ tập sống chung một nơi đều rất đồng lòng một khi cháy nhà ắt là hẳn chính mình cũng rất phiền toái dĩ nhiên bọn họ càng căm giận tên phóng hỏa đốt nhà hơn cho nên việc đuổi theo giết so với dập tắt lửa biểu hiện càng là nhiệt tâm, tích cực. Phương tranh giống như một con chuột qua đường, bị dòng xe cộ tấp nập làm cho hoảng loạn. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình chạy đến nơi nào, trong tai chỉ tuyển đến những thanh âm gào thét của dân chúng đuổi giết. Mọi người phân công nhau tìm kiếm, nhất định phải bắt được hai tên hỗn đản kia. Có một người đã nhảy sông tự vẫn, chúng ta cũng nhảy xuống mỏ, còn một kẻ nữa khẳng định đang lẩn trốn quanh đây thôi. Phương Tranh trốn ở trong một nơi bí mật gần đó, không dám thỏ đầu quan sát tình huống. Nhưng trong lòng đối với Tiêu Hoài Viễn bội phục không thôi. Tiểu tử này thực sự can đảm nha, cư nhiên bị người đuổi giết mà dám nhảy sông tự vẫn. Không hiểu hắn bị người ta bước đến trình độ nào mới khiến cho hắn không thể bơi được qua sông. Bất quá khẳng định là hắn xong đời. Dân chúng trong kinh thành đều quen thuộc vùng sông Tần Hoài, thủy tính thông thạo từ nhỏ. Nếu tiêu hoài viễn nhảy xuống sông, sân nhà có khả năng biến thành sân khách, tám phần sẽ bị dân chúng tinh thông thủy tính bắt được. Thiếu gia sẽ không ngu ngốc như vậy, ngõ ngách trong phố mới là chiến trường chính đạo. Đào quanh một vòng, nhất định là có thể thoát thân. Vì thế, Phương Đại Thiếu Gia không quản người chiến hữu trùn bước đá nhảy sông tự vấn, Hắn một mực ương ngạnh cùng đám dân chúng triển khai một hồi truy kích ở trong các con hẻm nhỏ tại Kinh Thành. Càng ngày càng nhiều dân chúng gia nhập vào đoàn truy bắt kẻ phóng hỏa đốt nhà, chấn động cả Kinh Thành, náo nhiệt giống như đang tổ chức lễ hội ăn mừng. Mấy ngàn người phấn chấn, cao hứng, sôi nổi tụ tập chung quanh, lùng sụng khắp các con, con phố lớn hẻm nhỏ, mà hành động trốn người truy bắt của Phương Đại Thiếu Gia cũng càng ngày càng gian nan hơn. Phương Tranh chạy mất cả một chiếc giày, đầu tóc tán loạn rũ rợi, quần áo đã nhốm bẩn thỉu không chịu nổi, giống như hắn đã phải lăn đê bò càng xa từ trong đống rác thải. Cả người thoạt nhìn hơi giống một cha ăn mày thường hội ở góc chợ hoa trong kinh thành. Phương Tranh vừa chạy vừa lau nước mắt, trong thâm tâm ủy khuất không biết tâm sự với ai. Bổn thiếu gia trọng đến ai chứ? Không phải xuất phát từ lập trường giúp bằng hữu, điểm một môi lửa nhỏ thôi sao? Tại sao lại phát động toàn thành đúng bắt ta? Các người như thế nào không đuổi theo tiêu hoài viễn đi? Tiểu tử đó mới là chủ mưu. Hơn nữa bổn thiếu gia còn tự tay phóng hỏa nhà của mình. Liên quan gì đến các ngươi? Ngẫm lại chính mình vốn là một thân mệnh quan triều đình. Không phóng bá tước. Còn là nhi tử độc nhất của đệ nhất phú hào trong kinh thành. Hiện giờ lại bị người ta đuổi bắt như con chó tang nhà. Trong lòng của phương tranh không khỏi cảm thấy bi ai. Sau khi cảm khái ngàn vạn lần, hắn âm thầm hướng thần phật trong trời đất phát thệ tương lai không bao giờ chơi đùa với lửa nữa quả nhiên phát thệ độc thực đúng là hữu hiệu phương tranh quẹo trái quẹo phải tức thì phát hiện ra phía trước lại thông ra đường cái thậm chí phương tranh còn nhìn thấy một căn nhà quen thuộc nằm trên đường cái cái bảng hiệu của căn nhà quen thuộc đó giống như mọc thêm một cánh tay không ngừng vậy hắn phương tranh vừa chạy vừa mừng như điên tương lai tươi sáng lại thắp lên hy vọng chỉ cần lao qua đường cái là bổn thiếu gia có thể thuận lợi trốn thoát khỏi đám người truy bắt, đi về nhà. Sau đó, đóng cửa phòng cẩn thận ngủ một giấc, đem hết thảy mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay coi như là một cơn giấc mộng. Tỉnh dậy, tựa như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục cuộc sống an nhàn của chính bản thân. Phương đại thiếu gia tính toán rất chu đáo, nhưng mà dù sao tính cũng chỉ là tính. ngay lúc hắn chuẩn bị lao ra khỏi con hẻm nhỏ cách thắng lợi chỉ còn một bước thì tai họa giáng xuống đầu phương tranh chưa kịp thu hồi tư thế liền nhã lăn trên mặt đất tiếp theo có một sợi dây thừng trói chặt hắn lại rốt cuộc tên phóng hỏa đốt nhà phương đại thiếu gia cũng bị rơi vào lưới của pháp luật cảm giác được một cái chân to đang hung hăng đạp vài cái đên bông của mình mơ hồ nghe được thanh âm nổi giận đùng đùng của ôn sâm còn mẹ nó dám đốt nhà của anh tử chúng ta Chán sống rồi Đi đem tiểu tử này giao cho Trần Đại Nhân Thỉnh ngài định đoạt Phương Tranh bị trùng kín đầu bi thương hết lớn Ta kháo buộc ta ra Nhanh chóng buộc ta ra Ta là lão đại của các ngươi Không cam lòng bị bắt vào trong chiếc bao Nhưng căn bản là thanh âm hàm hồ Không thể nghe rõ được Mọi người đồng thời ba chân bốn cẳng Đem hắn vác đến nhà môn phủ doán Bởi thế cho nên Phương Đại Thiếu Gia giống như heo nái đợi đến giờ làm thịt bị người khuân giữa đường cái phồn hoa rêu rao khắp nơi phương tranh trong lòng hổ thẹn tùng giận dữ không thôi mặt mũi của mệnh quan triều đình lại bị một đám nhiệm vụ đặc biệt mạnh mẽ trói buộc cứ như thế mà đứng trên công đường thì sao có khả năng chịu đựng nổi chính mình phóng hỏa đốt nhà của thuộc hạ sau đó thuộc hạ bắt mình đem tới nhà môn đèn đuổi ông trời báo ứng ta đến nhà môn Chư tướng thả phương tranh xuống mặt trước quan phụ mẫu, thỉnh ngài định đoạt. Phụ doãn kim lăng Trần Đại Nhân uy nhiên, lẫm liệt nói. Đứng ở dưới công đường là kẻ phương nào? Kẻ phóng hỏa đốt nhà được áp giải đến đây, thỉnh Đại Nhân định đoạt. Thanh âm của ôn sâm không nóng không lạnh, ảnh tử thuộc tổ chức bí mật, mọi thành viên đều sử dụng thân phận thường dân, cho nên ôn sâm tự xưng thảo dân, Thật to gan, dám nghênh nhiên phóng hỏa, quả thực vô pháp vô thiền trước đem bầu đầu của hắn trời xuống. Phương Tranh im lặng hít sâu một ngụm lãnh khí, được rồi, thời khắc dọa người tới rồi, sớm biết mọi chuyện đen đủ như thế thì ta đã nhảy sông tự vẫn cùng với Tiêu Hoài Viễn. Bao vải được cởi bỏ, nằm trong dự đoán tất cả mọi người đều chấn động, tại sao lại là ngươi? Trần Kiều Lâm trợn tròn hai mắt, ngồi trên tông đường giống như bị điểm huyệt thật lâu không nói lên lời. Còn diễn cảm của ôn sâm thì cùng chư tướng ảnh tử vô cùng phong phú, dường như ban ngày gặp quỷ, toàn bộ ngây ngốc thất thần. Phương tranh thu liễm tâm tình, trong lòng thầm mắng vài câu, tiếp theo cười híp mắt nhìn mọi người chào hỏi. Này, hey, mọi người khỏe cả chứ? Ăn cơm chưa? Trần Cửu Lâm ngây ngốc một lúc lâu, nhưng nhớ đến hiện tại đang trên trong đường, phải giữ gìn quan uy của bản thân mình đành ho khan một tiếng trầm giọng nói hừm <laughs> này này phương đại nhân bọn hắn ờ à, người đây là ờn à, bổn quan nghe hắn nói người phóng hỏa có thật không phương tranh biểu tình đúng túng nghe vậy cười khan hai tiếng trong lòng đánh chủ tâm muốn đổ hết tội lên đầu tiêu hoài viễn nhưng nghĩ lại không được a à, tiêu hoài viễn là người trong phủ thái tử chuyện này nếu đổ cho hắn vậy cũng như trực tiếp đắc tội thái tử Phương Tranh không muốn chỉ vì một căn nhà mà trở mặt với thái tử. Khó trách tiểu tử tiêu hoài viễn kia khẳng định chính mình không dám đổ tội đến đầu của hắn. Xem ra, chuyện này chính mình phải gánh lưng ra chịu tội. Phương Tranh nặng nề thở dài, bắt đầu lộ ra bộ dáng ủy khuất cùng thương tâm nhìn chúng thuộc hạ ảnh tử. Khó khăn nuốt khan một ngụm nước miếng nhẹ nhàng nói. này, <laughs> không biết pháp luật Hoa Triều có quy định đốt nhà của mình có tính là phạm pháp hay không? Phương đại thiếu gia nếu đã lộ mặt, án phong hỏa đốt nhà này đương nhiên không thể giải quyết. Trước khi Phương tranh đi, Trần Đại Nhân lặng lẽ mời hắn tới hậu đường, không ngừng hướng hắn cúi đầu thở dài. Nét mặt già nua của Trần Đại Nhân thống khổ nhằn lại. Phương Đại Nhân không, ta gọi ngươi là bằng Phương Đại Gia được không? Và hắn cầu ngài, sau này đừng gây thêm phiền toái cho kinh thành nữa. Hạ quan chỉ mong rằng trong thời gian còn hạ nhiệm kỳ sẽ không gặp thêm phiền toái gì qua hai năm nữa hạ quan cáo lão hồi hương đến lúc đó ngài muốn náo loạn kinh thành thế nào thì mặc ngài và nhài thậu ngài trong vòng hai năm tới ngài thu liễm đi một chút có được hay không trần cửu lâm vốn là quan phủ doãn tước vị ngũ phẩm phương tranh chỉ là tán quan ngũ phẩm sở dĩ ăn nói khép nép không để ý tới quy củ quan trường là bởi vì muốn cầu tình phương tranh trần cửu lâm cũng có nỗi khổ tâm riêng mọi người đều biết được làm phụ doãn tại kinh thành chẳng có gì tốt đẹp cả tựa như con chuột bị nhốt trong ống bể hai đầu cùng bị khinh bỉ tuy rằng hắn trên danh nghĩa là quan phụ mẫu quản lý trật tự trị an cùng hình án nhưng trong kinh thành ngoạ hổ tàng long có quan lớn có những dòng tộc thế gia vương hầu quốc công tướng sĩ cấm binh những người như vậy đều không thể đếm xòe một cái tứ phẩm nho nhỏ có thể quản được ai hắn cũng dám quản ai. Không nói đến vương tôn đại thần, ngay cả một quan ngũ phẩm tán quan bộ dáng lưu manh trước mắt này, hắn cũng không dám quản. Bởi vì hắn biết hiếm có người được hoàng thượng ân sủng như hắn. Huống chi, nghe nói hắn còn sắp trở thành phò mã, con rẻ của đương kim thánh thượng, người như hắn bản thân mình có thể quản được sao. Hiện tại ngũ phẩm tán quan này quả thực thích gây chuyện phiền toái, Nửa năm nay ở trong kinh thành có không ít đại sự chấn động, có việc nào không phải do hắn khơi mào. Trần Tiểu Lâm cũng không biết Phương Tranh có bị Hoàng thượng răn dạy vặt quả mắng hay không, nhưng quả thực hắn đã không còn biện pháp nào với người này. Chỉ sợ Phương Tranh lại tiếp tục gây họa, cái mũ cánh chuồn trên đầu hắn cũng không thể bảo quản nổi. Lúc này mới thỉnh Phương Tranh đến hậu đường, khép nép van cầu. Phương Tranh nghe được lại mất hứng. Uê, Ngài muốn nói chuyện gì nha? Như thế nào ta nghe xong lại có cảm giác giống như mình là một tên chuyên gia phá hoại? Trần Cửu Lâm vội vàng nói, không không, không phải như vậy, Phương Đại Nhân nói quá lời. Phương Tranh bất mãn, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ đi, có loài sâu bọ nào đẹp trai như ta hay không? Hạ khoản chỉ muốn cầu bình an, cầu bình an thì đi chùa bái lại quan âm Bồ Tát, đâu ta có lợi ích gì? Phương Tranh lạnh lùng cả nửa ngày, khiến cho Trần Cửu Lâm không biết làm sao cho phải. Thấy biểu tình của hắn lúc trắng lúc đỏ, tâm tình giận dữ cũng xấu hổ khi bị trói mang đến đây của Phương Tranh cũng vơi bớt đi được vài phần. Nhẹ nhàng vỗ bả vai của Trần Cửu Lâm, Phương Tranh cười nói, Ở Trần đệ Nhân vừa rồi ta chỉ nói dẫn với ngài, đừng để trong lòng. Ngài yên tâm, sau này ta sẽ tận lực không đi gây chuyện, cấp cho ngài một chút mặt mũi. Trần Cửu Lâm nghe vậy mừng rỡ, không ngừng cảm tạ hắn, Đợi đến khi thân ảnh của Phương Tranh cùng với đám thuộc hạ biến mất khỏi cửa nhà môn, Trần Đại Nhân mới dám oán giận, hư một tiếng mắng thầm. <laughs> một tên lưu manh phách lối. Mắng xong phải tay áo quay vào nội viện, tìm tiểu thiết hồ ngôn loạn những một phen. Căn nhà mới bị đốt, tự nhiên hiện giờ không thể quay lại đó được. Đám thuộc hạ đành phải quay về căn nhà cũ tại phía tây thành. Phương Tranh ngượng ngùng ho khan một tiếng hỏi. Uhm, tòa nhà này uh, bị cháy bao nhiêu thành? Cho đến bây giờ ôn sâm còn chưa minh bạch vì cái gì mà tân lãnh đạo lại trực tiếp phóng hỏa đốt cửa nhà bọn hắn. Phải chăng cử động lần này có thâm ý khác? Xem ra phong cách làm việc của đại nhân quả nhân là rất thần bí. Nghe được câu hỏi của Phương Tranh, ôn sâm thành thật đáp. Hội bẩm đại nhân hơn phân nửa đã bị cháy sạch, đất đai chung quanh đều hoang tàn thê đường. Phương Tranh sắc mặt càng thêm lúng túng, trong lòng không ngừng mắng tiêu hoài viễn, tại sao hắn lại không bị bắt được a à? Thực sự là kỳ quái, đáng lẽ hắn nhảy xuống sông, đám dân chúng bắt hắn càng dễ dàng hơn mới phải nha. Ngày mai chúng ta chuyển địa điểm, còn căn nhà kia bán đi, sau đó tìm một địa phương uy tín, đái lập căn cứ. Phương Tranh mặt thông đổi sắc. Đại nhân, chuyện này vì sao? Chúng ta hành sự đã có rất nhiều người biết được, đó chính là thái tử điện hạ. Phải chăng các ngươi đặc biệt am hiểu thu thập tin tức, hành động bí mật hay sao, bị người ta theo dõi mà cũng không biết, thật đáng hổ thẹn. Phương Tranh hung hăng trợn mắt nhìn Ôn Sâm nói. Ôn Sâm cùng đám thuộc hạ nghe vậy tỉnh ngộ, nguyên lai đại nhân đốt nhà là có dụng ý, hiện giờ xem ra căn nhà này quả thực không thể ở thêm được nữa mọi người thầm nghĩ chính mình bị theo dõi mà không hề hay biết cuối cùng phải do phương đại nhân tự mình phóng hỏa nốt nhà mọi người đưa mắt nhìn nhau chợt bừng tỉnh đồng thời trong lòng hổ thẹn vạn phần đối với phương đại nhân thần cơ diệu toán càng ngày càng bội phục sát đất phương tranh đương nhiên không nghĩ tới chính mình nhất thời hồ nháo lại được đám tục hạ tôn kính thêm việc này thực sự cũng là thu hoạch ngoài ý muốn lúc này phương tranh cũng tự cảm thấy xấu hổ hắn thủy trung cho rằng chính mình mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không phải người sống. Chỉ là sau khi đờ gạt đều hoàn thành đạt được tín nhiệm của đám thuộc hạ, ở sâu trong lòng hắn lại sinh ra một loại cảm giác tội lỗi. Mọi chuyện cũng đều do gã hỗn đàn tiêu hoài viễn kia. Phương tranh không chút do dự đem mọi tội lỗi đổ lên đầu của hắn. Lão ôn, các huynh đệ có khả năng xuất thủ còn được bao nhiêu người? Phương tranh kéo ôn sâm sang một bên, nhỏ giọng Ôn Sâm nghe vậy gật đầu. Năng lực mọi người đều không tồi, hoàng thượng đã phân phó, sau này chúng thuộc hạ đều do đại nhân sai xử. Phương Tranh cười, được rồi, nghe đây, giúp ta đi điều tra một người, hắn tên Tiêu Hải Viễn, nghe nói hắn làm việc trong phủ thái tử, người giúp ta đi tìm hiểu lai lịch của hắn. Chuyện này cần phải giữ bí mật không được cho ngoại nhân biết, trừ bỏ các huynh đệ chấp hành nhiệm vụ, không cho phép bất luận kẻ nào. Nghe rõ chưa? Phương Tranh cảm nhận được Tiêu Hoài Viễn là một người rất quỷ dị, khẳng định thân phận của hắn không đơn giản chỉ là làm việc vật trong phủ của Thái Tử. Hơn nữa, các huynh đệ ảnh tử, ngay từ ngày đầu thành lập căn cứ, hắn đền vừa vặn xuất hiện ngay ở nơi đó. Bất luận từ góc độ nào mà nói, đều có tính chất bất thường. Hiện giờ, đang làm đầu đỉnh của một tổ chức tình báo, Phương Tranh phải có trách nhiệm điều tra rõ ràng thân phận của hắn ôn sâm lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ mà lãnh đạo trực tiếp phân phó tất nhiên hắn cảm thấy vinh quang và may mắn vạn phần giơ tay lên trời thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa hắn muốn lần này tự thân xuất mã để báo đáp ơn tri ngộ của phương đại nhân phương tranh bị ôn sâm liên tục tâng bốc không dứt nửa con mắt lim dim say mê hưởng thụ sau một lúc lâu mới thỏa mãn tâm nguyện khoác tay áo nói ôn sâm không nên dùng nhiều ngữ khí hoa lệ như vậy. Giữ lại để sau này tiếp tục thưởng thức. Tiếp theo, Phương Tranh bắt đầu thương lượng cùng với ôn sâm kế hoạch tái lập căn cứ cùng chiêu mộ nhân thủ. Theo như thánh chỉ của Hoàng thượng, ảnh tử phải nhanh chóng xuất hiện, phát triển. Xem ra Hoàng thượng đã bắt đầu mài đao, chuẩn bị hướng phan thượng thư động thủ. Buổi chiều ánh mặt trời cay nhiệt, Phương Tranh miệng đắng lưỡi khô lau mồ hôi một phen, không tự giác được mà điếm bờ môi khô khốc. Những ngày gần đây, bổn sự của ông sâm tăng lên không ít, chứng kiến lão đại khát nước, mau chóng cởi túi nước đeo ở bên sườn cười nịnh. đại nhân, trời nóng uống miếng nước. Phương tranh trong mắt lộ ra hàm ý tán thưởng nhìn hắn gật đầu. Bổn sự của đồng chí này không sai, bình tĩnh ở lại cơ sở làm thêm hai năm, có cơ hội bổn quan sẽ để bạt người vào hoàng thượng. Nói xong tiếp nhận túi nước ngửa mặt uống một ngụm lớn. Ôn sâm ở bên cười. À, đa tà đại nhân, đây chính là việc thuộc hạ nên làm. Người ta cũng thường nói, trời nóng mà giải khát bằng nước giếng, chính là tốt nhất. <laughs> nước giếng? Phương tranh ngẩn người mau chóng buông túi nước ra, nghiêm mặt. Nước này của cái giếng nào? Ôn sâm cười đáp. Chính là cái giếng bên trong giếng bếp của chúng ta. Sau khi mọi người cứu hỏa xong, mỗi người đều lấy thêm một túi tràn đầy nước. Cái giếng ở bên nhà bếp, <laughs> nguy hiểm chết người, vừa rồi thiếu chút nữa, đã uống hết. <laughs> Phương tranh thần sắc quái dị nhất mắt nhìn ôn sâm, tức thì đem túi nước trả lại cho hắn nghiêm trang. Buồn quan đột nhiên cảm thấy hết khát, thực là kỳ quái. Ôn sâm ngẩn người, đại nhân không uống sao? Không uống. Ôn sâm cười, à, thuộc hạ cảm thấy có hơi khát. <laughs> Phương Tranh chưa kịp ngăn cản, ôn sâm liền tháo túi nước, tưới một ngụm lớn vào trong miệng tu ứng ực. Phương Tranh hai mắt trợn tròn, miệng ngậm ngừng, muốn nói nhưng lại thôi. Hương vị thế nào? Phương Tranh nhịn không được hỏi. Ôn sâm chẹp miệng, cảm nhận rõ ràng câu mày nói. Tốt ừ, có điểm lạ. Bình thường thôi, trời nóng, vị nước có khả năng biến chất. À, hóa ra là thế, quả nhiên đại nhân học thức uyên bác. sau khi đem các thành viên của đội ảnh tử an bài trong một căn nhà tại thành tây phương tranh liền bị thai giám tuyên chỉ, hoàng thượng cho gọi vào cấm cung chuyện tình phương đại thiếu gia phóng hỏa đốt nhà đương nhiên không thể gạt được hoàng thượng nằm trong sự liệu hoàng thượng mắng chửi thậm tệ hắn một phen phương tranh ủ rũ cúi đầu một cây rắm cũng đều không dám phóng thành thành thật thật đứng chịu trận bởi vì chuyện này bản thân mình quả thực đuối lý Đại khái hoàng thượng gian dậy của mắng khoảng nửa canh giờ. Cơn giận mới dần tiêu tán, oán giận nói. Thiên hạ của chấm, con dân trăm triệu, người như thế nào lại xuất hiện một nhân vật như người? Lại có thể tự tay châm lửa đốt nhà của chính mình. Khó trách trước kia mọi người mệnh danh ngươi là phá giả trị tử. Phương tranh chứng kiến sắc mặt của hoàng thượng cũng hơi giãn ra, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi cười bồi hoàng thượng tha tội. Lần này thực sự sai lầm, vi thần nhất định sẽ không tái phạm nữa. Nếu lần sau có đốt, vi thần liền đốt nhà của Phan Thượng Thư. Hoàng thượng cả giận. Còn có lần sau, nếu lần sau tái phạm, người rửa cổ chờ lên pháp trường đi. Cút, lăn ra ngoài, chậm nhìn bản mặt của người, lại cảm thấy phiền lòng. Phương tranh vội vàng vâng vâng dạ dạ cáo đuôi. Bước đến cửa, hoàng thượng đột nhiên đổi ý gọi hắn lại. Quay lại đây, Hùng hăng trợn mắt nhìn phương tranh hoàng thượng nói chấm đều bị ngươi trọng trận đến hồ đồ chấm hỏi ngươi anh từ phát triển được đến đâu hồi bẩm hoàng thượng tình hình phát triển rất khả quan lúc này phương tranh không dám chọc cho hoàng thượng tức khí nên nói một câu dễ nghe như thế nào gọi là khả khả quan ngươi muốn hồ động chấm phải không hoàng thượng lại chuẩn bị nổi cơn giông tố phương tranh khẩn trương cúi đầu à vi thần đang tích cực phát triển nhiều ngày qua đang mua được một khoảng đất tại ngoại thành, định nhờ binh sĩ trong quân doanh xây dựng một cơ sở tại đó. Tương lai tuyển chọn được nhân thủ xe huấn luyện ở chỗ này. Hoàng thượng cao mày. Không phải chấm đã cho phép ngươi lựa chọn ra một chi ở trong đội quân doanh hay sao? Hà cớ gì còn chậm chạp chưa tuyển chọn? Phương tranh biểu tình khổ não. Vi thần định qua vài hôm nữa sẽ tuyển. Bất quá hoàng thượng, vi thần có một thỉnh cầu. Vi thần cảm thấy thân nhân thủ của anh tử không nhất định phải tuyển chọn trong quân, quân sĩ tham gia quân ngũ đã lâu, trên người có khí chất cường mãnh, người khác chỉ quan sát cẩn thận một chút liền sẽ bị lộ tẩy. Vậy ngươi muốn tuyển chọn ở đâu? Phương Tranh trầm ngâm một lát sau đó thận trọng, có rất nhiều địa phương tỷ như uh, bí mật tuyển chọn người có lai địch bình thường trong thiên hạ, hoặc là thương nhân vân du bốn phương, lang trung tại nông thôn, học sinh tại thư viện, thậm chí là phạm nhân trong thiên lao, chỉ cần tướng mạo bình thường, không hấp dẫn lực chú ý là được. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm riêng của vi thần, mọi chuyện toàn chờ hoàng thượng định đoạt. Hoàng thượng suy ngẫm một lúc khẽ gật đầu. Không sai, lời ngươi quả thực có đạo lý. Anh tử không cần phải tuyển trong quân, chúng ta cũng không cần bọn hắn phải ra trận chém giết, nếu tuyển quân sĩ đúng là không ổn. Phương Tranh cười, hoàng thượng anh minh tương lai trong mọi phương diện đều có mật thám ảnh tử ẩn tàng rất nhanh thôi ảnh tử sẽ phát triển một cách lớn mạnh dừng lại một chút phương tranh nói tiếp tương lai ảnh tử phát triển lớn mạnh vi thần lên kế hoạch như là đem ảnh tử tách thành nhiều bộ phận mọi người đều có trách nhiệm với công việc riêng của bản thân như vậy hiệu suất sẽ rất cao khi đó nếu có một chút công việc mà cần động thủ vẫn có thể lựa chọn các quân sĩ bên trong quân đội để bổ sung hoàng thượng mỉm cười Chậm giao toàn quyền cho ngươi xử lý việc này, ngươi phải chăm chỉ làm tốt. Mặc kệ ngươi tuyển chọn như thế nào, chậm đều không dúng tài can thiệp. Nhưng chậm muốn nhìn kết quả cùng với tác dụng của những người ngươi tuyển trong một thời gian sớm nhất. Hiểu chưa? Phương tranh vội không người lĩnh chỉ, đang muốn hướng hoàng thượng cáo lui. Bỗng nhiên hoàng thượng. Mấy ngày nữa, lễ bộ thượng thư sẽ tới tâm phủ đệ của ngươi. Cẩn thận tiếp đái một chút. Phương tranh ngẩn người, Lễ bộ thượng thư, Dương Đốc Thanh, hắn đến nhà của ta để làm gì? Ta cùng hắn không có giao hảo nha. Hoàng thượng nhìn biểu tình ngây ngốc của hắn, nhịn không được gượng cười. Tiểu tử ngu ngốc này, người muốn mật nhi của chấm cứ mãi không có danh phận như vậy hay sao? chấm đâu thể bị mất mặt như thế được. Phương tranh nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ. Nghe vậy Điền minh bạch mọi chuyện Hoàng thượng đây là muốn đính ước giữa ta cùng Trường Bình cho nên phái đế bộ thượng thư đến nhà thương lượng chuyện hôn nhân đại sự. Phương tranh chống ngực đập điên hồi, kích động khiến cho sắc mặt đỏ bừng, ngây ngất tựa như điền uống một hơi cả năm cân rượu nguyên chất, trong đầu không ngừng xoay chuyển một ý niệm, sắp lập gia đình, ta sắp lập gia đình, tương lai thiếu gia sẽ là một nam nhân đã có gia đình. Hoàng thượng chứng kiến thần sắc của Phương tranh khác thường, không khỏi hoảng sợ. Ở phương ái cảnh, ngươi không sao chứ? Ngươi bị làm sao vậy? Phương Tranh dùng sức lắc đầu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Hoàng thượng còn đang chưa hiểu chuyện gì, Phương Tranh bất ngờ liền nắm lấy cánh tay Hoàng thượng, lắc lắc, phe phẩy, lại lắc lắc, phe phẩy, ngữ khí kích động, thanh âm nghẹn nhào. Hoàng thượng không, có nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân, rốt cục thì ta cũng đợi được đến ngày này. Có lẽ Hoàng thượng chưa bao giờ từng tiếp xúc thân mật qua với người khác giới như vậy, cho nên mất tự nhiên ho khan hai tiếng, nhưng từ động tác thân mật đó cùng với cảm nhận vui sướng của Phương Tranh, Chìa long chảo ra, nhẹ nhàng hiền tư vỗ bả vai Phương Tranh, hạ giọng cười. Thiếu thượng ngu ngốc, còn chưa tới 19 tuổi, liền đã làm quan ngũ phẩm, có tước phong, trung dụng bá, cũng nên đến lúc thành lập gia thất. Tương lai ngàn vạn lần phải đối xử tốt với mật nhi của chấm. Nếu không, chấm sẽ chém đầu người. Phương Tranh lau nước mắt thút thít nói. Hoàng thượng vi thần muốn hỏi một vấn đề nho nhỏ. nhỏ Hoàng thượng nhìn phương tranh thần tình hoan hỷ. Người hỏi đi. À, vì vi thần muốn hỏi một chút. Nữ nữ tử hoàng gia xuất giá mang theo bao nhiêu của hồn môn? Phương tranh lại bị thêm một lần hoàng thượng giận tím mặt đuổi ra khỏi ngự thư phòng. Hắn đã không còn nhớ rõ bao nhiêu lần. Xem ra vị nhạc phụ đại nhân này thực sự không dễ giao tiếp. Ra cửa cung, phương tranh không về phủ mà trực tiếp đi tới nơi ở tạm của ảnh tử tại Tây Thành Công tác chuẩn bị về cho cơ cấu đặc vụ như lửa cháy ngang mày. Hoàng thượng lại thúc hối liên tục. Phương đại thiếu gia luôn luôn làm biếng lại thay đổi khác thường. Lần đầu tiên trong cuộc đời chăm chú thiết lập sự nghiệp, hắn có rất nhiều việc muốn thương lượng với ôn sâm và các huynh đệ. Dù sao loại sự tình này, hắn cũng không có kinh nghiệm. Hơn nữa đám thuộc hạ cũng là phần tử trung kiên, nòng cốt tương lai của ảnh tử. Phương tranh lại không hề có kiểu cách nhà quan gì, cho nên hắn không ngại nếu có mọi việc thì mọi người cùng nhau ngồi xuống thương lượng. Như vậy có thể tu bổ những điều còn sơ xuất, ít bị hoàng thượng mắng chửi hơn. Bên trong phủ phan thượng thư Thời gian đã vào đêm, bên trong thư phòng rộng lớn mở đốt vài ngọn đèn, ánh lửa lúc sáng lúc tối đang nhẹ nhẹ chập trần trong gió. Phan Thượng Thư vững vàng ngồi trên ghế thái sư, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như thường ngày, thần tình cũng bình tĩnh như trước. Chỉ là mái tóc hoa dâm cùng nếp nhăn trên nét mặt đã hiển lộ ra vị quyền thần chấp trưởng triều đình mấy chục năm quyền thế huân thiên hạ đã ra vẻ giả lão. Quyền lực có lớn hơn nữa, tiền tài có nhiều hơn nữa, nhưng người đã già còn có thể lưu lại cái gì. Trung Quy cũng chỉ là một mảnh đất vàng, cái gì cũng không mang theo được. Đáng tiếc Phan Thượng Thư lại nhìn không ra, có lẽ nói hắn tận lực cự tuyệt suy nghĩ vấn đề này. Trên thế gian người có khả năng nhìn thấu quyền lực cùng lợi ích có thể có được mấy người. Từ cửu ngũ trí tôn cho tới sơn giã nông thôn tiểu phu, ai mà không dùng hết lực lượng cả đời theo đuổi một thứ nào đó. Cho nên mặc dù Phan Thượng Thư đã gần 70, quyền thế to lớn, đã chỉ dưới một người mà trên trăm triệu người, hắn vẫn phóng không ra. Người càng già lại càng lo sợ. Hắn sợ mất đi loại phong cảnh, một hô trăm ứng hiện tại. Hắn sợ một gia tộc to lớn như Phan Gia đúc hắn chết đi đại suy bại xuống dốc, không còn được vinh quang của ngày xưa. Hắn càng sợ hoàng thượng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh đùng, dường như là một mũi tên bắn tới xuyên thủng trái tim hắn. Lâm Thanh Sơn yên lặng không nói gì, ngồi đối diện Phan Thượng Thư, nhìn lão đại nhân tuổi già sức yếu, trong lòng không an nổi lên vài phần thương hại kỳ thực là kỳ quái trong triều đình có khả năng lấy thúng úp voi đối đái kẻ thù chính trị thì sát phạt quyết đoán vị lại bộ thượng thư mà văn võ báo quan phải thừa ngưỡng hơi thở thái tử thái sư lại cần ai thương hại sao nhắm hai mắt phan thượng thư giống như đang ngủ gật một lát bỗng nhiên lại mở miệng thanh âm khàn khàn khô khốc xác định rồi sao lâm thanh sơn cung kính nói xác định rồi hơn nữa việc này hoàng thượng đã giao cho phương tranh đi làm hôm nay phương tranh đang yên lặng phát triển phan thượng thư như nghe được tên của phương tranh nét mặt già nua không khỏi hiện lên vài phần tức giận hừ hừ nói <laughs> tên tiểu tử còn chưa dứt sữa có tài đức gì nhận được thánh quyến thâm họng như thế lâm thanh sơn nhàn nhạt, nhạt cười cười không trả lời câu hỏi của phan thượng thư hắn chỉ là một phụ tá mà thôi từ ngày hắn thi rớt khoa cử phan thượng thư đã thu dụng hắn hắn điền thật sâu hiểu biết được thân phận của chính mình phụ tá hắn có thể cung cấp tình báo cho lão đại nhân có thể đưa ra kiến nghị cho lão đại nhân nhưng hắn không có biện pháp đáp lời lão đại nhân về chuyện oán khí cùng bực tức đầy bụng đối với hoàng thượng thở dài một tiếng thật sâu phan thượng thư buồn bã nói hoàng thượng là muốn đối phó lão phu thần không được quân trọng dụng dùng cái gì đặt chân trong triều đình, dùng cái gì đập uy với các quan, mà thôi, lão phu tử quan cũng được. làm như xem thấu phan thượng thư làm ra vẻ ta đây, lâm thanh sơn nhàn nhạt, nhạt cười nói. lão đại nhân hà tất lại nói ra lời rút đuôi như thế? bất luận lão đại nhân là người thầy của thái tử, ngày sau thái tử đăng cơ ngôi đại bảo, trong triều đình có ai nào dám tranh phong cùng lão đại nhân? Lại nói lão đại nhân nhiều năm qua cực khổ nuôi chồng thế được, ngài nhẫn tâm bỏ hết hay sao? Nếu lão đại nhân muốn rút đuôi, môn hạ của ngài trải rộng khắp hoa triều, môn sinh sẽ dựa vào người phương nào? Còn thỉnh lão đại nhân suy nghĩ kỹ. Phan Thượng Thư như là liếc mắt nhìn Lâm Thanh Sơn, nhắm lại hai mắt vui mừng cười nói. Thiên hạ văn nhân sĩ tử nhiều vô số, nhưng lại chỉ có Thanh Sơn ngươi là hiểu ta. <laughs> Lâm Thanh Sơn vội vàng khom người, môn hạ bất tài, nguyện vì lão đại nhân giải ưu. Phan Thượng Thư cười nói, Thanh Sơn cho gì dạy ta? Lâm Thanh Sơn nheo mắt vội nói, không dám môn hạ cho rằng ưu phiền của lão đại nhân đơn giản vì thiên uy khó dò. Chuyện mà quân thông thích, một là tranh đảng, hai là quyền binh của lão đại nhân quá nặng. Thế nhưng hai điều này cũng là gốc rễ của lão đại nhân đặt chân triều đình. Hiệu lệnh các quan đại không có khả năng nhượng ra kể từ đó đáo đại nhân và hoàng thượng đã có mâu thuẫn đã thành cục diện chết cũng không có cách nào hòa giải phan thượng thư từ chối cho ý kiến hắn nhàn nhạt cười nói ừm um, tiếp tục đề không cần lo lắng lâm thanh sơn nhìn sắc mặt phan thượng thư một lúc cũng không nghĩ ra hắn đang cổ vũ hay đang không xem những lời của mình ra gì suy nghĩ một chút lâm thanh sơn cắn răng đem lời muốn nói đi ra chỉ là thanh âm phóng thấp đi nếu đã thành tử cục không thể giải được môn hạ cho rằng vậy không cần giải nữa phan thượng thư nghe vậy nheo mắt bỗng nhiên mở ra trong đôi mắt lờ mờ bỗng nhiên hiện lên hàn quang làm cho kẻ khác kinh khủng lập tức liền biến mất một lần nữa khôi phục dáng dấp mờ mờ như trước nhàn nhạt, nhạt cười phan thượng thư bình tĩnh lời thanh sơn là có ý gì trong giọng nói mang theo vài phần hàn ý âm sâm. Phản ứng của Phan Thượng Thư đã được Lâm Thanh Sơn nhìn thấy trong mắt. Chính hắn cũng không ngừng sợ hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên trán thấm ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Theo Phan Phượng Thư đã nhiều năm, hắn đương nhiên biết thái độ làm người của Phan Thượng Thư. Lời hôm nay nói ra quả thực đại nghịch bất đạo. Nếu Phan Thượng Thư còn chưa đặt quyết tâm, có lẽ còn do dự bất định, như vậy, Lâm Thanh Sơn khẳng định không còn cơ hội thấy được ánh mặt trời ngày mai. Với tính cách của Phan Thượng Thư, đã có tâm mưu nghịch, hắn sẽ không lưu lại một mối họa bên người có thể điên đụy chính mình. Thế nhưng độ phiêu lưu quá cao cũng thường có ý nghĩa hồi báo thật lớn. Lâm Thanh Sơn càng hiểu rõ nếu hắn đã nói trúng tâm khảm của Phan Thượng Thư. Ngày sau đại sự hoàn thành, người chính là ngày phong hầu bái tướng, vinh quang vô hạn cũng không phải chuyện không có khả năng. Đây là một hồi đổ bạc dùng sinh mạng làm tiền đặt cược. Thắng, hắn sẽ quan to lộc hậu, vinh quy hồi hương, quét sạch sự cười nhạo cùng châm chọc sỉ nhục của người ra hương khi hắn thi rớt. Tiện đa, vợ con đều được hưởng đặc quyền, trở thành giai tầng quý tộc được người người ca ngợi. Thua, hắn điền trên để tiêu thất khỏi thế gian này. Không ai biết, vị trung niên nam tử bình thường hay ra vào thượng thư phủ đã đi nơi nào. Vài năm sau, tên của hắn sẽ dần bị người lãng quên, phảng phất như trên đời chưa từng xuất hiện qua người này. Văn nhân mặc dù yếu ớt, nhưng khi ngoan độc so với kẻ võ phu càng hơn ba phần. Hầu như trong nháy mắt, Lâm Thanh Sơn liền cắn răng làm ra quyết định. Lão đại nhân dung thứ, lời môn hạ nói có lẽ đại nghịch bất đạo, nhưng xác thực là lời trong lòng môn hạ. Hoàng thượng đã già nua, nhưng chậm chạp không đem ngôi vị giao cho thái tử. Điều này nói rõ hoàng thượng đối với thái tử còn chưa đủ thỏa mãn. Thậm chí hoàng thượng đã có lòng muốn thay đổi, cũng không ai biết. Lâm Thanh Sơn nhẩn đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn Phan Thượng Thư nói tiếp. Cho nên môn hạ cho rằng địa vị hôm nay của Thái tử Điện Hạ cũng rất là vững, mà lão đại nhân bản thân đang ở địa vị cao, quyền bính quá nặng, bất luận Hoàng thượng có lòng thay đổi hay không, khẳng định không thể tiếp tục trọng dụng lão đại nhân được nữa không có một vị hoàng đế nào lại thích nhìn thấy thần tử nắm trong tay hơn nửa quyền lực của thiên hạ đây là một loại khiêu khích cao nhất đối với hoàng quyền phan thượng thư nghe vậy trên gương mặt tràn nua rốt cục cũng khẽ giật vài cái lâm thanh sơn rất thỏa mãn đối với phản ứng của phan thượng thư tiếp tục nói xin thứ cho môn hạ nói thẳng vô luận là lão đại nhân có muốn phủ nhận hay không hoàng thượng đều sẽ nhất định không bỏ qua cho ngài nữa Môn sinh của lão đại nhân lại trải rộng thiên hạ. Đây là chuyện mà toàn bộ hoa triều đều biết. Trong mắt dân gian, lão đại nhân đức cao vọng trọng. Nhưng trong mắt hoàng thượng, lực lượng và uy vọng của ngài đang ngang với hoàng quyền. Từ hỏi, hoàng thượng làm sao cho phép ngài từ quan rời kinh, tiêu diêu tự tại, an độ lúc tuổi già? Thả hổ về rừng sao? Rốt cùng Phan Thượng Thư thay đổi sắc mặt. Trên gương mặt tái nhợt biểu tình biến ảo. Sợ, không cam lòng cùng dữ tợn. Dưới ánh đèn le lói như hạt đậu, có vẻ đang cực kỳ kinh khủng. Lâm Thánh Sơn đã bị hoảng sợ, ngậm miệng không dám nói thêm một câu. Nhưng trong ngực đã buông xuống một tảng đá lớn, xem ra Phan Thượng Thư đã bị dao động. Phan Thượng Thư làm sao không hiểu được những đạo lý này, chỉ là bản thân ở địa vị cao. Nhiều năm qua từ lâu đã thân không tự chủ, đối với khát vọng và truy đuổi quyền lực, muôn sinh lại nhờ cạnh hắn, hoàng đế tín nhiệm hắn khiến hắn từng bước từng bước đi tới đỉnh cao rất nhiều chuyện hắn không muốn làm nhưng tự nhiên sẽ có người giúp hắn làm tốt sau đó lại đổ lên đầu hắn ngày tháng lâu dài liền hình thành trạng thái như ngày hôm nay đâm lao phải theo lao chẳng bao lâu sau lẽ nào chính mình đã biến thành một cây gai độc trong lòng hoàng thượng ngày trước quân thần hòa thuận hồi ức vô cùng vui vẻ đến nay vẫn còn quanh quẩn trong đầu phan thượng thư nhưng tới hôm nay chính mình đã biến thành người mà hoàng thượng muốn diệt trừ thật nhanh thế sự vô thường ai biết được tương lai lấy lại bình tĩnh phan thượng thư đột nhiên hỏi phương tranh chuẩn bị một tổ chức ảnh tử thái tử điện hạ có nói lời gì lâm thanh sơn cung kính môn hạ đi gặp thái tử điện hạ thái tử chỉ nói một câu phụ hoàng làm bất cứ chuyện gì nhất định đều có đạo lý cô vương chỉ toàn được tán thành sau đó liền phái môn hạ trở về phan thượng thư cười nhạt một tiếng sau đó nhìn về phía lâm thanh sơn trầm giọng nói người thì sao người có ý gì lâm thanh sơn không chút do dự lão đại nhân phương tranh kiến lập tổ chức ảnh tử đây là bước đầu tiên hoàng thượng hạ thủ với ngài lão nhân ra phải có hành động phan thượng thư cười như không cười nhìn lâm thanh sơn người nói nhiều với lão phu như vậy rốt cục là muốn biểu đạt ý gì lâm thanh sơn lúng túng ấp úng không dám nói nhưng sau đó giống như đã có quyết tâm nào đó lâm thanh sơn nhẫn đầu đen ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào hai mắt phan thượng thư nhàn nhạt, nhạt nói hôm nay dưới loại thế cục này môn hạ cho rằng nếu thiên uy khó dò với năng lực của đạo đại nhân tốt hơn là đổi trời đi đổi trời trong lòng phan thượng thư giật mình sắc mặt kịch biến lạnh đùng ngươi biết ngươi đang nói gì không lâm thanh sơn gật đầu môn hạ biết lão đại nhân, ngài còn sự lựa chọn nào khác sao? Nếu như ngài nguyện ý ngảnh cổ chờ chém, vậy môn hạ nguyện ý cùng lão đại nhân cùng chết. Ai muốn tự đưa cổ chờ chém? Quyền thần chấp trưởng quyền binh nhiều năm, đã có thói quen nắm trên phong cảnh đỉnh cao. Thế nào khả năng cam tâm bị một câu nói của hoàng thượng đem thịt tu tài sản cùng chu di cả nhà? Phan thượng thư thất hồn lạc phách ngồi trên ghế, giật mình nhìn trăm trăm ngọn đèn trên bàn, thật lâu không nói một lời. Lão đại nhân, thời gian không ngừng, chậm chế sinh biến. Nếu ngài đã hạ quyết tâm thì đưa thái tử lên ngay. Sau đó ai dám cùng ngài tranh luận dài ngắn. Nếu ngài không yên tâm đối với thái tử điện hạ, thậm chí có thể tự mình nhấp chính. Phan Thượng Thư nghe vậy mí mắt lại nhảy, hô hấp bỗng nhiên trở nên ồ ồ. Thanh âm của Lâm Thanh Sơn hạ xuống rất thấp, thấp đến mức không thể nghe thấy như đám xương không thể nắm lấy. Lão đại nhân, Giang Sơn cầm tú như tranh vẽ, không nhất định phải mang họ chu, nó cũng có thể mang họ phan. Nét mặt già nua của Phan Thượng Thư càng không ngừng co quắp lại, trong đôi mắt mờ đục tràn đầy tơ máu, phóng ra ánh sáng tham lam và hưng phấn, tiếng hô hấp ồ ồ như tiếng trâu thở, hỗn loạn với thanh âm nặng nề trong lòng ngực một người già, dường như hơi tàn, đang hấp hối thiên hạ công chủ, ngôi cửu ngũ, hoàng bào phủ thân. Phan Thượng Thư đã có mấy ngàn vạn lần ôm ấp giấc mộng đẹp này. Mỗi lần từ trong mộng cười tỉnh, nhưng chỉ có thể mặc bộ quan phục ngày thường, tay cầm một hốt bản, ngồi ngáp dài trên kiệu quan. Đi tới Kim Loan Điện, vào chiều thật sớm, hướng về một vị hoàng đế mà hắn cho rằng không có tư cách, năng lực, ngồi trên ngai vàng, ba quỳ chín lạy. Vì sao ngồi trên đó không phải là ta, vì sao không thể cho ta nói một câu chúng ái khanh bình thân nếu như ta làm hoàng đế sẽ làm được càng tốt hơn so với hắn quốc gia cũng tuyệt đối không giống như hiện tại rơi vào trong thù trong giặc ngoài vết thương đầy đất con dân thiên hạ dưới sự đại đỉnh của ta cơm no áo ấm lễ giáo hưng thịnh quốc gia trong tay ta sẽ trở nên cường đại phồn vinh uy chấn thiên hạ vạn bang triều cống con mắt của phan thượng thư dần trở nên đỏ đáng sợ. Đúng vậy, ta có năng lực làm cuộc tranh đấu này. Thiên hạ trải rộng muôn sinh của ta, trong quân càng có không ít tướng lãnh cao cấp trung thành với ta. Chỉ cần ta hô một tiếng, ngai vàng trên kim đoan điện, cách ta không hề xa xôi. Hoàng thượng đã động sát cơ với ta, lúc này chỉ còn đường cá chết lưới rách. Vì quốc gia này ta đã nỗ lực, trí tuệ suốt một đời. Hôm nay đã già, Hoàng thượng lại muốn mượn ma giết lừa ta có thể nào cam nguyện vươn cổ chờ một đao chém xuống. Giang Sơn này là do ta khởi động tới, vì sao ta không được hưởng một phần? Huống chi phần thắng của ta không nhỏ, cơ hội là ngay trong nháy mắt, tranh thủ nắm chặt, Giang Sơn sẽ thay đổi triều đại. Lâm Thanh Sơn nở nụ cười, cười thật hài lòng. Dã tâm giấu dưới đáy lòng Phan Thượng Thư đã bị hắn thành công kích phát ra ngoài. Dường như giếng phun, không thể ngăn chặn được nữa. Điều này ý nghĩa đại sự nếu thành, Lâm Mỗ Hẳn sẽ là khai quốc công thần đệ nhất. Vợ con được hưởng đặc quyền, hưởng vinh thánh quyến. Lâm Thanh Sơn hắn, từ nay về sau không còn là một tú tài thất bại thì rớt. Ánh mắt của Phan Thượng Tư từ nao núng lo sợ, trở nên do dự, dần dần cuối thằng cùng biến thành kiên định. Nặng nhẹ thế nào, không thể hỏi sao. Khóe miệng Phan Thượng Thư bỗng cười, nặng nhẹ trung đỉnh, có thể hỏi được thở dài một tiếng phan thượng thư lo lắng mà thôi sau đó phan thượng thư đứng dậy trầm ngâm trong chốc lát thấp giọng nói dụng tốc bất đạt việc này cứ từ từ mà làm ngươi đi thăm dò ý tứ môn hạ của lão phu nhớ kỹ không thể lộ nửa điểm tiếng gió chỉ có thể thử không thể nói rõ việc này quan hệ với tính mạng người ta không thể qua loa trong mắt lâm thanh sơn lóe ra quang mang hưng phấn giọng nói cũng vẫn bình tĩnh. Môn hạ hiểu rõ. Phan Thượng Thư vuốt dâu, mấy ngày nay Lão Phu sẽ đi bái phẩm mấy tướng lãnh trong quân, thành hay không, liền xem ý trời. Lâm Thanh Sơn nhịn không được, Lão Đại Nhân bên phía Thái Tử. Phan Thượng Thư cười, Thái Tử Điện Hạ nếu toàn lực duy trì phụ hoàng của hắn, thì để hắn tiếp tục duy trì, người tự có trí. Lâm Thanh Sơn nghiêm mặt tuân lệnh, đang muốn xoay người cáo từ rời đi, Chậm đã, phái người nói cho Tiêu Hoài Viễn, hắn muốn tỉ mỉ nhìn chăm chăm từng động tác của Thái tử, tùy thời nói cho Lão Phu. Dạ. Lâm Thanh Sơn lui ra ngoài, Phan Thượng Thư ngơ ngác ngồi trong thư phòng, con mắt bình tĩnh nhìn lướt qua một bức tranh trên tường. Đó là bức tranh do Hoàng Thượng tự tay vẽ ra. Bức tranh này là một bức ngạo trúc đồ biếu tặng cho hắn. Thúy trúc xanh biếc cao ngất trong xanh, gió lạnh hưu quạnh ngạo nghễ sừng sững bất khuất phan thượng thư xuất thần nhìn trăm trăm bức tranh lão lề mờ đục đoanh tròng quần quần chảy xuống trong miệng lẩm bẩm bản thân vô tâm vì sao lại sinh ra nhiều oan chết hoàng thượng hoàng thượng cựu thần muốn làm một trung thần là ngay làm cho cựu thần không làm được trung thần một trận gió đêm thổi qua, ngọn đèn trên bàn lung lay vài cái, đưa thân ảnh Phan Thượng Thư kéo dài ra, lúc dài lúc ngắn. Phan Thượng Thư đột nhiên dùng mình. Cùng lúc đó, Phương Tranh đang ở Tây Thành cùng bọn thuộc hạ ảnh tử giao lưu cảm tình. Phương Đại Thiếu Gia cũng vừa giật mình, dùng mình. Lạ lùng nhìn sắc trời, Phương Tranh xoa xoa đôi tay nổi da gà lẩm bẩm. Tà kháo, vào thu rồi, muốn ăn thịt cua. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 42 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.